chúng tôi vô cùng vui mừng chào đón quý vị khán giả thân mến của kênh Tin Tức Online. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, thú vị và hấp dẫn trong thế giới thể thao, đặc biệt là trong bộ môn bóng chuyền, một môn thể thao luôn thu hút lượng lớn khán giả quan tâm. Để mở đầu, chúng ta không thể không nhắc đến thông tin bất ngờ về đội bóng VTV Bình Điền Long An tại Cúp Hùng Vương 2024. Đội này đang gây chú ý với sự xuất sắc của các cầu thủ, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt và kịch tính tại giải đấu. Tiếp theo, ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam lại khiến dư luận bất ngờ khi bộc lộ tài năng trong lĩnh vực nhiếp ảnh và tuyên bố sẽ chuyển hướng làm nghề nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Đây là một thông tin đầy thú vị và đáng chú ý về sự đa tài của các vận động viên trong bóng chuyền. Trong khi đó, người hâm mộ bóng chuyền sẽ không khỏi tiếc nuối khi tiên tử Cao Siakuin, một tài năng nổi bật từ Trung Quốc, lên đường trở về quê nhà chuẩn bị cho mùa giải mới. Sự ra đi của Cao Siakuin là một mất mát lớn đối với giải đấu và đội bóng mà cô đã gắn bó. Cuối cùng, không thể không nhắc đến sự trở lại ấn tượng của một phụ công nổi tiếng một thời tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Sự xuất hiện của cô ta đã mang lại sự động viên và hứng khởi cho người hâm mộ, cũng như tạo ra những trận đấu đáng nhớ và kịch tính. Những thông tin này chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự phấn khích và mong chờ từ phía người hâm mộ, và ngay sau đây là nội dung chính. Đầu tiên, VTV Bình Điền Long An có hàng khủng tại Cúp Hùng Vương 2024. Chủ công người Trung Quốc Chen Feiyang sẽ tiếp tục khoác áo VTV Bình Điền Long An tại giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2024. Trao đổi với phóng viên, đại diện đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An cho biết ngoại binh Trung Quốc Chen Feiyang sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam tham dự Cúp Hùng Vương 2024, diễn ra từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4. Vị này cũng cho biết toàn đội đang có sự chuẩn bị chuyên môn cho giải. Cho đến thời điểm tháng 5, VTV Bình Điền Long An bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng hơn về lực lượng tham dự giải bóng chuyền VTV 9 Bình Điền 2024. Tại giai đoạn y giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, Chen Feiyang là một trong ba ngoại binh Trung Quốc thi đấu vô cùng ấn tượng, bên cạnh Kai Siakuin, Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa và Jin Ie, Việt Tinh Băng. Đối chuyền cao 1m94 là cây ghi điểm chủ lực, góp phần đưa đội bóng miền Tây xếp thứ hai trên bảng xếp hạng sau giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên, cầu thủ này đã gặp phải chấn thương ở vùng bụng ngay trước trận mở màn giải vô địch quốc gia năm nay. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Thái Quang Lai, Chen Feiyang bị đau cơ trong trận đấu tập với Lê Băng Ninh Bình. Điều này phần nào ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu của chủ công người Trung Quốc. Ở trận đấu cuối cùng gặp Hóa Chất Đức Giang Lào Cai, Chen Feiyang thậm chí không thể thi đấu trong set 3 và set 4. Cô bị đau thêm ở đầu gối và buộc phải nhường lại vị trí cho chủ công trẻ Nguyễn Lan Vi. Mặc dù thiếu vắng công thần trên sân, các cầu thủ trẻ của Long An vẫn chơi tự tin trước nhà đương kim Á quân để lội ngược dòng thuyết phục. Sự xuất hiện của Chen Feiyang tại Cúp Hùng Vương 2024 càng củng cố tham vọng vô địch của VTV Bình Điền Long An. Bên cạnh đó, đội bóng miền Tây nhiều khả năng đón chào màn trở lại của chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Hợp đồng của 4T và câu lạc bộ PFU Blue Cat, Nhật Bản sẽ đáo hạn vào tháng 4 năm 2024, tuy nhiên chưa rõ thời gian cụ thể Thanh Thúy về Việt Nam. Tiếp theo, bất ngờ ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam bén duyên nhiếp ảnh, tuyên bố sẽ làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nguyễn Thị Thanh Hương sinh năm 1996 và cao 1m73. Cô gái quê Mỹ Đức đến với bóng chuyền một cách rất tình cờ. Gia đình Thanh Hương không có ai theo nghiệp thể thao, nhưng trong một lần ban huấn luyện của Bộ Tư lệnh thông tin đi tuyển quân, cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn và tính nết hiền lành ấy bất ngờ trúng tuyển. Đó là thời điểm năm 2010 và Thanh Hương gắn bó với đội bóng chuyền nữ quân đội từ đó cho tới bây giờ. Cô hiện là thành viên đội 1 của Bộ Tư lệnh thông tin, được xếp chơi đối chuyền. Gắn bó với Bộ Tư lệnh thông tin đã hơn một thập kỷ, nhưng sự nghiệp bóng chuyền của Thanh Hương không cất cánh như mong đợi. Cô trải qua nhiều khoảng thời gian khó khăn khi không có nhiều cơ hội thi đấu. Nhưng rất bất ngờ, đúng lúc đang mất phương hướng và cảm thấy bế tắc trong sự nghiệp thì Thanh Hương lại tìm thấy bản thân ở một lĩnh vực mới là nhiếp ảnh. Thanh Hương chia sẻ, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, khi đang bị mất phương hướng về công việc và chưa biết tương lai đi về đâu, cô cảm thấy buồn nên đã thử chụp ảnh để tìm vui, với hy vọng quên đi những điều không mong muốn. Đối chuyền sinh năm 1996 ngẫu hứng chụp cho một số đồng đội ở Bộ Tư lệnh thông tin vài bộ ảnh. Thanh Hương kể lúc đó cô cũng chưa biết gì về nhiếp ảnh, chỉ đơn giản là thành nghề với chiếc máy ảnh được tặng, tận dụng phụ kiện, quần áo có sẵn. Nhưng thật bất ngờ là các đồng đội sau khi được cô chụp ảnh đã khoe thành phẩm trên trang cá nhân của họ và được rất nhiều người yêu thích, khen ngợi. Chính những phản hồi đầy bất ngờ của người hâm mộ đối với những sản phẩm đầu tay này đã thúc đẩy Thanh Hương đi sâu tìm hiểu về nhiếp ảnh và tiếp tục thực hiện những bộ ảnh mới.
càng làm cô càng nhận được nhiều lời khen ngợi và càng có thêm nhiều kinh nghiệm với lĩnh vực mới tinh này. Dần dần, nhiếp ảnh trở thành niềm đam mê thứ hai của Thanh Hương bên cạnh bóng chuyền và cô dành cho nó mối quan tâm hết sức nghiêm túc với khát vọng trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Thanh Hương cho biết mỗi khi có thời gian rảnh, thay vì đi chơi, mua sắm hay ở nhà ngủ, nướng cả ngày như trước thì cô sẽ đi chụp ảnh để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Không chỉ dừng ở việc học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, rèn giũa thêm các kỹ năng chụp ảnh cũng như làm quen cả với các công việc, bếp núc của nghề chụp ảnh, Thanh Hương còn khẳng định sau khi từ giã bóng chuyền, chắc chắn cô sẽ theo đuổi nhiếp ảnh. Ngoài ra, cô mơ ước mở một studio của riêng mình để thỏa mãn đam mê chụp ảnh và nhấn mạnh, đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì sẽ làm đến cùng. Hiện ngoài thời gian tập luyện, thi đấu cho Bộ Tư lệnh Thông tin, Thanh Hương còn chụp ảnh cho một studio ở Hà Nội. Khách hàng của cô là các đôi uyên ương muốn có những bộ ảnh cưới để đời, những bà bầu muốn có những shot hình không thể nào quên, hay đơn giản là bất cứ chị em, các bà các mẹ nào muốn sở hữu những bức hình tuyệt mỹ. Cô gái quê Mỹ Đức vẫn đang tràn đầy hứng khởi với niềm đam mê thứ hai của mình là nhiếp ảnh. Nối tiếp là thông tin đầy tiếc nuối khi tiên tử Cao Xia Quyên lên đường trở về Trung Quốc, chuẩn bị cho mùa giải mới. Hôm nay, Cao Xia Quyên đã di chuyển ra sân bay Nội Bài để lên đường quay trở về Trung Quốc. Cô gái này sẽ có trận đấu mùa giải mới vào ngày mai, ngày 27 tháng 3. Cao Xia Quyên, một cái tên rất đặc biệt và đáng chú ý tại giải vô địch quốc gia 2024 nội dung nữ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ bóng chuyền. Với tư cách là một ngoại binh đến từ Trung Quốc, chủ công tài năng này đã nhanh chóng chiếm lĩnh sự chú ý của mọi người bằng những màn trình diễn xuất sắc và đầy ấn tượng. Cao Xia Quyên mang đến một làn gió mới cho đội bóng xi măng Long Sơn Thanh Hóa, khiến cho họ có một sự thay đổi mạnh mẽ trong phong cách thi đấu và hiệu suất thi đấu. Với chiều cao ấn tượng lên đến 1m80 và kinh nghiệm đỉnh cao từ các giải đấu trước đó, Cao Xia Quyên không chỉ là một cầu thủ mạnh mẽ trong phòng ngự mà còn là một tấn công đa dạng và hiệu quả. Sự hoàn thiện và đa năng của Cao Xia Quyên được thể hiện rõ qua những con số ấn tượng và danh hiệu từ quá khứ của cô. Từ việc giành ngôi Á quân tại giải U20 châu Á năm 2016 cho đến việc vô địch giải U20 thế giới năm 2017, cùng với danh hiệu chủ công xuất sắc nhất tại giải bóng chuyền nữ U20 châu Á 2016, Cao Xia Quyên đã chứng minh được khả năng và tài năng của mình trên sân đấu quốc tế. Ngoài tài năng và kinh nghiệm, vẻ ngoài đáng yêu và cuốn hút của Cao Xia Quyên cũng là một điểm nhấn không thể phủ nhận. Sự hòa mình giữa vẻ ngoài duyên dáng và phong cách thi đấu mạnh mẽ đã tạo nên một phong cách riêng biệt và thu hút đối với người hâm mộ. Dù chỉ có thời gian ngắn ở Việt Nam, nhưng Cao Xia Quyên đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam, và sự ra đi của cô sẽ là một mất mát đáng tiếc cho giải đấu và đội bóng xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Chúng ta không thể chờ đợi để xem lại những màn trình diễn tuyệt vời của Cao Xia Quyên ở những giải đấu sắp tới trong sự nghiệp của mình. Và cuối cùng, người hâm mộ ngất ngây khi phụ công Đào Thị Nhung và màn trở lại tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Tại vòng một giải vô địch quốc gia 2024, phụ công Đào Thị Nhung thi đấu cho Quảng Ninh. Đây là mùa giải thứ hai cô trở lại thi đấu sau khi có quãng nghỉ hơn một năm để sinh em bé. Đào Thị Nhung, một trong những cái tên đáng chú ý của làng bóng chuyền nữ Việt Nam, đã có một hành trình đầy gian truân và bất ngờ trong sự nghiệp thi đấu của mình. Sau khi tạm nghỉ để sinh em bé thứ hai, cô đã quay trở lại sân thi đấu với một tinh thần quyết tâm và sự hỗ trợ đầy ấm áp từ đồng đội và gia đình. Năm 2022, khi cảm giác làm mẹ lần thứ hai vẫn còn sưởi ấm trong lòng, Đào Thị Nhung đã tạm thời rời xa sân thi đấu để dành thời gian cho gia đình và sự nghiệp chăm sóc con cái. Tuy nhiên, bóng chuyền không bao giờ rời xa tâm trí của cô, và sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi và quan tâm đến gia đình, cô đã quyết định tái xuất với một tinh thần mới mẻ và sự đam mê không nguôi. Sự trở lại của Đào Thị Nhung không chỉ là một câu chuyện về việc vượt qua khó khăn để tái xuất mà còn là một minh chứng cho sức mạnh tinh thần và lòng kiên nhẫn của một người phụ nữ. Sự hỗ trợ từ gia đình, đặc biệt là từ bà ngoại và bà phụ, đã đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc giúp cô có thể tập trung vào sự nghiệp thi đấu của mình một cách tự tin và quyết định. Với một lịch trình bận rộn giữa việc thi đấu và việc chăm sóc con cái, Đào Thị Nhung đã thể hiện sự đam mê và cam kết với bóng chuyền không bao giờ phai mờ. Với mục tiêu giành vé thăng hạng cho đội bóng của thành phố Hồ Chí Minh, cô không ngừng cố gắng rèn luyện và nỗ lực để đạt được mục tiêu cao cả đó. Đào Thị Nhung là một ví dụ sáng sủa về sự kiên trì và quyết tâm, và sự trở lại mạnh mẽ của cô không chỉ là một niềm vinh dự cho bản thân mà còn là một nguồn động viên lớn cho tất cả những người phụ nữ đam mê thể thao và muốn thể hiện bản thân trên đấu trường quốc tế.